xe pom dáng hay chưa này các bác này? Các bác đã nhìn thấy chiếc xe nào mà có thiết kế pom dáng hay như thế này chưa? Nhìn rất là ngầu, nhìn rất là hầm hố đúng không ạ? Nhìn rất là khỏe khoắn, nhìn như là những chiếc xe đời cao lắm tiền đúng không ạ? Đây các bác nhìn xem. Cái bắt đèn pha của chiếc xe các bác nhìn nhá. Đây, nó nằm ở trên phần cabo này. Đấy, xong lại ở dưới đây nữa này. Đấy, đèn pha, đèn cốt nó tách biệt như vậy các bác nhá. Ở chỗ này là có đèn bi cầu đây. Có đèn bi cầu. Đấy, chiếc xe đến từ hãng Nissan. Nắp đèn san các bác nhá. Đèn pha này, đèn pha xịn nguyên theo xe đấy ạ. Đấy, và nguyên bản của dòng xe Nissan này nó thiết kế kiểu cách như vậy chứ không phải là độ đẽo gì đâu các bác nhá. Đấy các bác nhìn xem. Cặp đèn pha của nó còn rất là mới luôn. Đấy, rất là mới luôn các bác nhìn này. Đấy. Đây nữa. Có vi cầu nằm bên trong các bác nhá, lốp dày. Một chiếc xe gầm cao số tự động và được nhập khẩu nguyên chiếc. Nguyên chiếc từ Nhật Bản về Việt Nam luôn. Đấy, 5 chỗ ngồi các bác nhá. Đấy, form dáng thiết kế từ phần đầu này. Đấy, cho đến cái phần mình của chiếc xe, rồi đến là cái phần phía sau của chiếc xe. Đây các bác nhìn xem. Không khác gì là những chiếc xe lắm tiền đời cao đúng không ạ? Đây các bác nhá. Nước sơn màu đen, bên trong nội thất cũng là chủ yếu là màu đen đây. Đặc biệt là khu vực nội thất của chiếc xe cũng thiết kế nhìn rất là hay và đẹp mắt. Rất lạ luôn đúng không ạ? Nhìn lạ thế thôi chứ, nhưng mà máy của chiếc xe này và số chiếc xe này thì nó lắp chung với lại một số dòng xe Nissan khác các bác nhá. Đấy, cho nên là đồ đạc phụ tùng nó cũng rất là nhiều sẵn. Đây các bác thấy là có cửa sổ trời này đúng không ạ? Và đây là cần số của chiếc xe đây. Đây cần số đây các bác nhá. Và đây các bác nhìn xem, tiện đây các bác nhìn xem luôn là cái củ số của chiếc xe, cần số chiếc xe nó vẫn còn đẹp đây, không bị mòn đúng không ạ? Và vô lăng nữa nhá, vô lăng của xe cũng không bị mòn nha các bác nhá. Đây các bác nhìn xem, đẹp chưa, không bị mòn rách gì cả đúng không ạ? Đây, vô lăng đẹp chưa này. Và chiếc xe này thì các bác thấy này, hệ thống điều hòa của chiếc xe là điều hòa auto. Và ở giữa đây có một cái màn hình em thấy là cũng khá là lớn để hiển thị hệ thống điều hòa các bác nhá. Và có màn hình Android rồi. Có đề khóa thông minh start top được nằm ở vị trí trong đây các bác nhá. Đây này. Đấy. Rồi, 5 chỗ gầm cao đây các bác nhá. Gương kính điều chỉnh điện toàn bộ. Và chỗ này thì được thiết kế một số vị trí này có chống trơn trượt này, rồi có là gương chỉnh điện đây. Đây phần tapno đây, kiểu cách thiết kế phần khung tapno nhìn quá đẹp mắt luôn đúng không ạ? 5 chỗ gầm cao nhập Nhật, một con xe cực kỳ bền luôn. Đây là nội thất bên trong. Chiếc này mà đi ra ngoài đường thì nhiều người sẽ nghĩ đây là chiếc xe đời cao nhiều tiền đấy ạ. Thiết kế đẹp như thế này cơ mà đúng không ạ? Thiết kế của nó là rất là bắt mắt. Cốp đằng sau này rất là to rộng các bác nhá. Đây là mẫu xe gầm cao chứ không phải là gầm thấp đâu các bác nhá. Đấy, nhìn thì nhiều bác tưởng là gầm thấp nhưng không phải đâu, nó là gầm cao luôn đấy ạ. Dòng SUV đấy ạ các bạn. Vâng, đèn đây. Đèn kiểu cách giống như là Xpander với là một số dòng xe cái gì nhỉ? Volvo đúng không ạ? Nhìn phía đằng sau rất là giống với lại hãng xe Volvo. Đấy, la giọng đúc kiểu các bác kìa. 5 chỗ kép nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy, phanh đĩa 4 bánh, phanh ABS 4 bánh. Đấy, cái này là cái mở xăng này. Đấy, cánh cửa đây. Xe còn rất mới luôn. Đấy, rất là mới luôn thì các bác nhìn xem. Zin nguyên, chiếc xe không có lỗi, máy số keo chỉ của xe vẫn còn nguyên hết các bác nhá. Các bác nhìn xem từ chỗ này là xe nó vẫn còn tem nguyên này, keo chỉ không mất phân nào cả. Đấy, đứng từ vị trí này các bác nhìn vào khu vực táp lô cho em. Đây. Đây các bác nhá. Đẹp mắt chưa? Đấy, thứ nhất là thiết kế kiểu cách form dáng táp lô đẹp. Và thứ hai thì cái độ mới của nó các bác nhìn này. Đây khu vực đồng hồ báo thông tin đây, các bác nhìn thế này. Ở chỗ này như kiểu có một cái lón đúng không ạ? Như một cái lón luôn các bác này. Đây mặt đồng hồ đây nhá. Đây mặt đồng hồ đây. Âm thanh nghe thì tuyệt vời rồi. Đấy, túi khí an toàn được thiết kế là có một số vị trí. Một số vị trí các bác nhá. Và khung sườn tôn vỏ của dòng xe này nó rất là cứng và dày dặn chắc chắn. Bởi vì nó là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật mà. Rất là cứng chắc các bác nhá. Ở chỗ này thiết kế có cái body mà em rất là thích này. Và bây giờ thì em sẽ đóng cái cửa lại nhá. Đóng cái cửa lại đi. Cho các bác mình xem cái dáng của chiếc xe này thiết kế như nào. Đây các bác nhìn xem. Đấy, nhìn rất hay đúng không ạ? Nhìn rất đẹp mắt luôn này. Mà lần đầu tiên nhá, lần đầu tiên em mua được con xe này mang về và đăng lên, quay lên cho các bác mình đây. Vâng. Rồi bây giờ thì lại mở cửa ra. Bên ngoài thì nút bấm từ một chạm của tay nắm cửa này các bác nhá. Đấy, có sinh nhan báo rẽ ở phần sườn đây. Đấy, đăng kiểm của xe tháng 2 năm 2023. Mọi chức năng của chiếc xe đang hoạt động bình thường, đầy đủ.
mua về đi luôn, dùng ngay, không cần phải sửa sang đầu tư gì nữa đâu các bác nhá. Bên em có thể ship xe đến tận nhà cho các bác được. Bác nào mà yêu thích chiếc xe này thì liên hệ cho bên em bán giá tốt nhất cho mình, giá chỉ bằng là những cái chiếc xe Kia Morning thôi các bác ạ. Đấy, đi xe này hơn chứ đúng không ạ, đi xe này hơn chứ làm sao mà đi Morning làm gì. Còn Tucson bên ngoài kia thì em đang chốt cho một anh khách nhá, để em đóng cửa lại cho đỡ lạnh này. Hôm nay thời tiết ngoài miền Bắc hơi lạnh một chút các bác ạ. Đấy, sắp Tết rồi, cuối năm rồi, mùa lạnh mùa rét đến rồi. Các bác mình sắm một tô cũ hãy đến với siêu thị ô tô Hải Dương em Mr. Trump các bác nhá. Đây, rất nhiều xe cho mình lựa chọn luôn, hàng trăm, hàng hơn 100 đầu xe các loại cho mình lựa chọn luôn các bác nhá. Giá tiền luôn luôn hợp lý, chất lượng luôn luôn đảm bảo. Bên em chỉ nhập những chiếc xe chất, những chiếc xe đẹp, những chiếc xe cứng, những chiếc xe không lỗi, những chiếc xe mà chuẩn chỉ để về phục vụ các bác thôi. Không mua xe lỗi, không mua xe nát, không mua xe kém các bác nhá. Bên em có đổi xe nhá, các bác có xe Morning mang lên em đổi cho các bác mình chiếc xe này. Đấy, nhìn form dáng đẹp như kiểu Cola đấy ạ, đúng không ạ? Nhìn như kiểu Cola của Hyundai. Mà các bác Cola thì nó đắt tiền như nào rồi, đúng không ạ? Đấy, vâng. Bây giờ thì em sẽ mời các bác mình xem chi tiết hơn về mẫu xe Nissan Juke này. Vâng, và được sản xuất năm 2010, đăng ký lần đầu năm 2011. Số tự động các bác nhá, số tự động máy của xe là máy 1.6 turbo. Máy turbo cho nên là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Chỉ loanh quanh tầm khoảng 5 đến 6 lít trên 100 km thôi các bác nhá, rất tiết kiệm. Bởi vì máy turbo mà, rất khỏe mà lại tiết kiệm các bác nhá. Đấy. Gầm cao 5 chỗ. Vâng. Rồi ok, bây giờ thì em sẽ quay gần, quay chi tiết. Đây các bác nhìn nhá. Đây các bác nhìn này, thiết kế nhìn độc đáo chưa? Rất lạ mắt và độc đáo đúng không ạ? Chiếc này mà đi ra ngoài đường thì như em đã nói là sẽ nhiều người lầm tưởng đây là chiếc xe nhiều tiền, đời cao. Vâng, hiện tại thì em đang quay rất là gần đây. Đấy, nước sơn siêu xe thì rất là bóng đẹp, mượt mà. Rồi lốp của xe dày này, na dòng đúc nguyên bản theo xe hết các bác nhá. Hai nút bấm từ được làm ở hai tay nắm cửa. Tay nắm cửa các bác nhá. Đấy, của gương chiếc xe nó cũng thiết kế bo tròn này. Nhìn rất hay đúng không ạ? Đây luôn, kính của xe thì bọc dán rồi đây. Đấy, cái nẹp kính của xe không bị cong vênh gì cả, và kính này vẫn là kính zin các bác nhá. Keo chỉ nguyên zin nguyên bản. Đây em đang quay chi tiết. Không những là đẹp về cái phần form dáng mà chất lượng của xe thì cũng cực kỳ là đảm bảo cho mình yên tâm. Không có một cái lỗi gì luôn các bác nhá. Chiếc xe không có một lỗi gì cả. Các bác mình yên tâm dùng, không chê trách được chiếc xe này thế nào. Chỉ bàn về giá thôi, không bàn về chất lượng nữa các bác nhá. Đấy, tem này vẫn còn nguyên các bác này. Đấy, từ cái năm vậy mà đến bây giờ chiếc xe nó vẫn còn được như thế này. Bác thấy là chiếc xe này nó ok như thế nào, chủ xe đi giữ gìn như thế nào đúng không ạ? Và đây là tay mở cửa nhá, tay mở cửa chiếc xe được thiết kế là ốp lốc và đồ nhựa của chiếc xe này các bác nhìn xem còn rất là mới luôn này. Đấy, da đây các bác nhá, này bằng da. Đấy, công tắc tính điện lên xuống đây, chỗ này đựng đồ, đây là loa. Các bác mua chiếc xe này, các bác đến xem chiếc xe này, các bác mình bật đài lên nhá, bật đài lên các bác mình cảm nhận về chất lượng âm thanh của chiếc xe này. Vâng. Đấy, cái tem này mã vạch của chiếc xe này. Vâng, đây móc khóa chốt khóa đây. Đây cái chỗ này là báo đèn mở cửa đóng cửa các bác nhá. Do cửa xe không rách, không gãy, không vỡ gì cả. Cột kèo định đắn nguyên zin đây. Đây, hiện tại em đang quay gần một chút cho các bác mình xem toàn bộ về hình thức của chiếc xe này. Đây em có thể giật ra một chút để các bác mình thấy cái đinh của nó này. Những cái đinh bấm đây nhá, đinh bấm QC của nhà máy nó vẫn còn nguyên hết đây này các bác này. Nguyên hết luôn. Và sàn nhá các bác ơi. Đây sàn của nó này vẫn là sàn nỉ đây này. Nó vẫn là sàn nỉ chưa bọc da các bác nhá. Đấy, bộ ghế da này của chiếc xe là ghế da loại xịn, loại cao cấp. Đấy, có chữ Nissan đây. Đấy, mình có thể là đổi màu cho ghế da được các bác nhá. Đây, kia là bàn đạp phanh đạp ga, đây mở xăng, mở cabo đây. Chỗ này thì nãy cũng đã quay rồi. Đấy, cửa gió đây. Điều hòa nóng lạnh xe vẫn còn đầy đủ hết các bác nhá. Đấy, và đây là cái cặp điện thoại này. Đấy, vô lăng thì em cũng quay lại cho các bác mình xem thêm. Ở vô lăng thì các bác thấy là có tích hợp một số những cái hệ thống, ví dụ như là hệ thống điều chỉnh âm thanh rồi ga tự động của chiếc xe đấy các bác nhá. Đấy, túi khí an toàn và logo được nằm ở giữa, mặt phim còi xe là chưa bị mòn rách tí nào cả. Và đây là mặt đồng hồ của chiếc xe các bác nhá. Vâng, mặt đồng hồ chiếc xe được hiển thị trên đây nó là 13 vạn km các bác nhá. 13 vạn, nói là chiếc xe đến bây giờ 13 vạn nó quá ít đúng không ạ? Một cái công tắc sinh nhan đi thẳng nó nằm ở giữa đây các bác này. Đấy, đây là phần hệ thống trung tâm của chiếc xe các bác nhá. Đây phanh tay các bác nhìn xem. Đấy, phanh tay củ số rồi vô lăng của xe nó chưa bị mòn, chưa bị bóng đúng không ạ? Và đây là chìa khóa của chiếc xe các bác nhá. Chìa khóa này là chìa khóa thông minh, chìa khóa smart key đấy ạ. Chỗ này để nước, để đồ đây. Đây khay đựng nước, đồ đây. Rất hay luôn này. Hai chìa khóa liền các bác nhá. Chiếc xe vẫn còn là nguyên hai chìa khóa luôn. Và trần của xe đây các bác nhìn xem, trần nét căng, trần rất mới. Đấy, trần nỉ của xe rất là mới luôn. Tí em sẽ quay gần hơn một chút nữa. Đấy, được vâng. Và cùng đồng hành thì lại mời các bác mình xem đến những cái vị trí tiếp theo.
chi tiết cụ thể đầy đủ từng cái chi tiết nhỏ, từng cái góc cạnh một cho các bác thấy được chiếc xe này của em nó mới đẹp như thế nào các bác này. Đấy, tem này, tem này, những con bu lông này nhá. Nhiều con bu lông của dòng xe Nissan này nó hay bị là nó bị han han lắm, nhưng con này của em là chưa bị han luôn nhá các bác, chưa bị han luôn. Đấy, đồ nhựa của nó còn đẹp nguyên đây, vẫn còn sáng và vẫn còn đen xi đúng không ạ. Nhiều con là nó bị gì ạ, nó bị bạc rồi các bác ạ. Vâng, đây nhá, đồ nhựa, những cái sần nhựa này, những cái vân này, những cái vân sần nó nổi lên còn rất là cao đây này các bác này. Đấy, nó còn rất là cao luôn này. Bốn công tắc tĩnh điện đây nhá, lên xuống êm và nhẹ nhàng luôn đấy ạ. Cái cửa này nó trơn quá cho nên em để cái chai nước vào đây mà các bác nhá, để chai nước đây, cầm nước ra đây. Vâng, những cánh cửa này của xe là chưa bị tháo, chưa bị vặn nhá, những con bu lông này chưa bị tháo vặn gì đâu. Máy số cũng vậy, của máy củ số xe cũng chưa bị bổ các bác nhá, có tuyệt vời đúng không ạ. Đây, và em mời các bác mình xem kỹ một chút chỗ này, cái phần móc khóa, chốt khóa của nó này các bác nhìn này. Đấy, chưa bị làm sao cả đúng không ạ, chưa có hiện tượng xấu. Đấy, tem đây, đây răng đây, ghế đây. Nội thất của xe thì ngồi rộng rãi rồi, 5 chỗ mà đúng không ạ. Tiếp mở cốp ra cho các bác xem thêm nhá. Đấy, trần này. Đấy, trần lý của xe này thậm chí là không bị bẩn luôn. Đấy, lốp đây. Đèn trước đèn sau của xe thì em cũng đã quay rất gần như này. Đấy, đấy các bác nhìn thấy thiết kế phần đèn rất là hay luôn. Em thấy đời cao thì thường thường người ta hay thiết kế với cái phần form đèn như thế này. Em đang quay anh vào kia anh ơi. Đây là phần phía đuôi sau nhá. Và đây là phần lóc nhá. Phần lóc đây. Có gạt mưa đồng hoàng đầy đủ này. Đấy, rồi có camera đây, camera lùi đây. Và em thấy có cái biển số khá là đẹp đúng không ạ? Biển số đẹp thật đấy. Biển số dễ nhớ, đẹp mắt đúng không ạ? Vâng. Đây, bây giờ thì em sẽ mở cốp ra cho các bác xem. Cốp ở dưới đây là cốp điện các bác nhá. Bấm vào đây này nó sẽ bật ra. Vâng, bật ra. Đấy, còn đây là khu vực phía sau cốp. Đấy, khoang của nó cũng để được rất là nhiều đồ. Và các bác nhìn thấy này, cái mặt lì ở dưới của xe nó còn rất là mới luôn nhá. Nó rất là mới luôn, bởi vì nó có cái tấm lót ở trên rồi mà. À, còn đây là đồ đạc của xe, kích lốp thứ đây. Đấy, ghế sau mặt lý đẹp chưa này. Và ghế này có thể gập lại xuống được nhá. Đây mình cầm mình kéo lên là sẽ gập được ghế xuống. Bên đây cũng vậy. Đấy, cả những phần máng nước đây, khung sườn form của xe không bị là lỗi gì các bác nhá. Lỗi tai nạn đâm đụng này. Đấy, rồi mục mọt cũng không có này. Và không bả ma tít nữa các bác nhá. Riêng về thân vỏ chiếc xe này thì không thể chê được, quá đẹp luôn rồi mà nó căng mọng luôn rồi các bác nhá. Đây, em có cho bác nghe này. Đấy. Vâng, đồ nhựa bên ngoài các bác nhìn này. Đấy, đồ nhựa của nó này. Chiếc xe nó còn rất là liền mạch luôn. Tổng thành chiếc xe còn rất là liền mạch các bác nhá. Các bác mà mình đang có tầm tiền mua chiếc xe này về thì yên tâm mà sử dụng. Mà sử dụng nó là lâu dài luôn, không phải suy nghĩ lo lắng gì. Dòng xe nó quá bền và lành, tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm chi phí mình sau này mình dùng các bác nhá. Bác nào dùng rồi thì sẽ biết. Những dòng này là ít khi người ta bán lắm các bác ạ. Dòng này ít khi người ta bán lắm đấy. Ít khi mua được lắm. Vì dòng này người ta toàn để dùng thôi chứ ít người ta bán lắm. Đây các bác nhá, các bác xem. Có cái dòng này thì nó hơi bị nứt một chút này nhưng không quan trọng đâu các bác nhá. Dòng này này. Dòng thì mình có thể thay được. Thay 300 nghìn thôi. Dạ vâng. Vào đây. Vâng, vào đây các bác nhìn nhá. Đấy. Từng cái góc cạnh nó còn được đẹp, nó sáng tươi, nó chất như này các bác. Đấy, nó mỡ màng như này không. Đúng cái xe này là em kết từ những cái nhìn đầu tiên đấy các bạn. Em nhìn cái này em đã kết luôn nó rồi. Đấy. Và em vào em bàn giá với lại chủ xe là nhập về thôi. Chứ chiếc xe này là từ cái nhìn đầu tiên cho đến khi xem kỹ là càng thích các bác nhá. Đây, em xem kỹ em lại càng thích chiếc xe này hơn. Chi tiết các bác xem thêm chỗ nào báo em gửi video, gửi cả hình ảnh cho các bác xem nhá. Đây, cửa gió đây. Đây là cái lọ thơm nhá. Đây, túi khí đây, túi khí hình chữ nhật đây này các bác này. Quay kỹ như vậy cho các bác xem. Chỗ này là cửa ra điện ra 12V nhá. Ở chỗ này thì các bác thấy là có USB rồi AUX đây này các bác này. Để mình kết nối với âm thanh, cúp đồ. Cúp đồ rất là to và sâu các bác nhá. Vâng, như vậy thì nội thất bên trong đã review cho các bác mình xem qua, xem xong. Ok. Ở đây nhá, loa đây các bác này, loa được làm rất nhiều nơi. Các bác nhìn thấy ở đây cũng có loa luôn.
Đấy. Và ở bên trên cái nữa, rất nhiều loa. Chiếc này loa nhiều hơn bình thường. Nhiều hơn những con xe bình thường các bác nhá. Và đây là khung sườn form của bên ngoài mà em đang quay lốt cho các bác xem đây ạ. Con này thì em sẽ quay kỹ một chút tại vì nó là một chiếc xe đẹp và nó là một chiếc xe lạ mắt mà. Nên em sẽ review nhiều một chút các bác nhá. Đây là phần gầm các bác nhìn xem. Gầm của xe này. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Chiếc xe độ nguyên bản còn của nó là rất là cao. Chiếc xe không có một cái lỗi lầm gì cả. Vâng, bây giờ thì em đóng cửa lốt bên đây nè. Và để giới thiệu cho các bác xem phần khóa bên ngoài của xe. Bên kia bên đây thiết kế như nhau thôi. Đây em các bác mình cùng xem nhá. Quay đây. Đây nhá, đây là phần dưới gầm của xe. Đấy. Hai bên đều đẹp. Gầm của chiếc xe hai bên đều đẹp hết các bác nhá. Gần guốc rồi những cái đường khe mép các bác nhìn này. Lét căng luôn rồi, lét căng luôn rồi đúng không ạ? Đầu xe này thì em kết cái body này các bác này. Body trước, body sau. Vâng, như vậy cũng đã xong cái phần gầm và phần nội ngoại thất của xe. Tiếp theo mời các bác mình xem khu vực khoang máy của chiếc xe này các bác nhá. Máy 1.6 turbo các bác nhá. Vâng, đây là phần khoang máy mà em đang quay cho các bác xem. Khoang máy đây. Khoang máy dòng xe rất là gọn đúng không ạ? Sáng sạch. Tươi. Máy số của xe vẫn còn zin và máy số xe không có lỗi gì các bác nhá. Máy số cực ngon, cực chất. Bên em đã test kiểm tra hết rồi. Cabo đây. Cabo các bác thấy là tem của nó vẫn còn nguyên này, keo chỉ vẫn nguyên này. Và đây là cái phần nỉ chống nóng của cabo các bác nhá. Vẫn còn nguyên luôn. Vâng, như vậy với chiếc xe này em đã giới thiệu đầy đủ và cho các bác mình biết tương đối rõ ràng rồi. Các bác liên hệ cho bên em theo những số điện thoại sau là số 0938586307 và 0389000555 và 0335838389. Và số này ba số Zalo bên em đang kết nối các bác nhá. Địa chỉ bên em là tại 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, đối diện với lại ngân hàng HD Bank kia. Chính là 225 Trường Chinh các bác nhá. Bên em thì có đổi xe và có thu mua lại tất cả các dòng xe ô tô cũ, đổi tất cả và thu mua lại tất cả các bác nhá. Có ship xe cũng là mọi nơi, mọi miền, mọi tổ quốc, mọi tỉnh. Đấy, vâng. Tất cả các nơi các bác nhá. Có hỗ trợ sang tên đổi biển cũng là khắp nơi luôn. Đấy thì bên em sẽ tạo điều kiện cho các bác mình như vậy. Về giá cả thì các bác mình cứ alo nhá, em cũng sẽ ghi giá phần tiêu đề. Còn thì bác nào muốn chốt giá đẹp cứ gọi điện, cứ nhấc máy gọi điện hoặc là đến trực tiếp với bên em để hai bên bàn bạc về giá cả, sẽ để cho toàn thể các bác mình giá yêu, giá thơm nhất thì thôi các bác nhá, các bác yên tâm như vậy. Các bác nào mà mình chưa đăng ký kênh, nhấn theo dõi trang thì đăng ký và nhấn theo dõi luôn để xem thêm và đồng hành với bên em trong những cái thời gian tiếp theo các bác nhá. Nhấn like và nhấn chia sẻ ủng hộ em với. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Video này thì em làm tới đây thôi. Hẹn lại các bác vào video lần sau. Các bác hãy nhớ quay trở lại và xem những video tiếp theo của em nhá. Em cảm ơn các bác ạ.